về rồi các mẹ ơi. Bảo đảm xài vô một cái là da sẽ mịn màng, tươi sáng. Xài xong mà đẹp quá, được người ta theo đuổi nhiều rồi đừng có bắt đền tôi nha. A à, hi hi. Đăng. Rồi, cho anh quét cái nữa nha. Ủa thế nào chồng? Hả? Anh rảnh không? Thì anh đang rảnh cho nên mới dọn nhà nè. Nè, cái nhà này cũng rộng lắm á. Ở đằng kia sao anh không quét, anh quét ngay chân như hoài vậy? Thì anh thương vợ cho nên anh thấy dơ thì anh không muốn vợ ngồi chỗ dơ mà. Chứ em đang ăn, em vừa ăn cái anh dọn cái, em ăn cái anh dọn cái làm mất ngon. Ủa sao cái chuyện này em phải nói hoài vậy hả chồng? Rồi sáng giờ nấu cơm chưa? Lặt rau chưa? Luộc rau chưa? Chùi nhà tắm chưa? Giặt đồ chưa? Phơi đồ chưa mà ngồi đây hả? Thì bây giờ anh đi làm nè vợ. Dạ ăn đi, chút nữa chập dọn nha. Nhanh đi. Trời đất ơi, có mấy công việc hà mà ngày nào cũng phải nhắc là sao vậy hả? Bực mình quá, nghĩ ăn đi mất ngon hết chưa. Mà tôi nói cho bạn biết á, bạn bớt sợ vợ lại đi. Đàn ông là có bản lĩnh. Thì bản lĩnh bản lề của tôi là nấu cho vợ tôi ăn nè. Ủa vậy là tính ra là bây giờ tôi đang sợ vợ tôi hả? Vậy mà hồi đó giờ tôi tưởng là làm vậy là vợ tôi hơn tôi chứ. Không muốn vợ không? Đương nhiên là không rồi. Giờ như này nè, ông mà suốt ngày ông cứ nấu ăn nấu uống như kiểu này, riết ông thành phụ nữ luôn á. Đúng không? Giờ mình là đàn ông mình phải dùng lên, phải dùng lên. Cách của tôi á là lấy độc trị độc. Để coi như là dông vừa ôm đi. Bà nói gì ngay? Ông làm gì vậy? Bà vừa nói tới cái từ đó thì những cái mình bị giật mình thôi. Mạnh mẽ lên nghe chưa? Chưa có gì hết mà. Mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên đúng không? Chắc chắn sẽ thành công. Tất cả mình đổ thừa cho dông vừa. Mà trên đời này làm gì có ma. Ma là do con người chúng ta tạo ra. Dạ. Yeah. Dạ, tổng cộng là 3.870.000 nha chị. Dạ rồi, em kêu shipper giao liền của chị nha. Chị nhắn địa chỉ cho em nha. Chồng ơi, đi giao hàng nè. Đi giao hàng nè chồng. Chồng. Bộ bị điếc hả, kêu không nghe vậy? Gì vậy? Làm gì vậy hả? Trời. Ủa nóng quá bị sản hả? Vợ đang khen đẹp đúng không? Anh biết vợ đang khen đẹp mà. Trời ơi, nên anh trắng hết 3 tông lần đó anh xài kem của vợ đó. Ủa, trời ơi. Nè, anh bình thường không? Anh có bình thường không vậy hả? Anh bình thường mà hả? Nè, anh làm gì anh lấy son phấn quết hết lên mặt anh vậy? Trời ơi, còn hết son nữa nè. Hết son. Nhưng mà anh nói vợ nghe nè, nếu mà anh ra đường anh đẹp đó là vợ phải tự tin đúng không? Mà anh cũng tự tin là người ta cũng khen vợ đó. Trời ơi, tự tin gì? Nhìn ông tôi muốn tự tử chứ tự tin. Ông nghĩ sao vậy hả? Nè làm ơn đi vô bôi cái mặt rồi xong mình đem giao hàng cho tôi nhanh lên. Không được đâu, hôm nay anh có hẹn rồi em. Dạ, có hẹn với ai hả? Hẹn ngay. Hẹn ai? Nói đâu anh đi nha. Cái gì vậy? Ôi nè người ta là ai hả nè? Đất ơi, ủa ông này sao lạ vậy ta? Tóm lại là ông hẹn với ai? Nhìn cái thái độ này là thấy không có ổn định rồi. Bà có đi theo không? Có, bà đi theo sau lưng kìa. Chắc chắc đúng theo kế hoạch rồi đó. Thôi làm tới luôn đi không? Nhưng mà tôi lo các bạn ơi, tôi không biết mình có thành công không nữa, tôi lo. Đưa cái tay lên. Đúng rồi đó. Cho bộ bệnh phúc lên đi trời. Đang cười nè. Dễ thương quá tôi. Trời ơi, không có đi, không có đi. Đã quá rồi. Phúc ơi. Ây mà, tôi lo quá à. Lỡ mà không thành công thì sao? Yên tâm đi, bà đã đi theo ông á là đã thành công chắc 70% rồi. Yêu quá à, ôi yêu quá à. Nó đẹp quá à. Ô, nó thương cưng cưng quá à. Không lẽ chồng mình ấy
kêu chị qua đây giải quyết công chuyện giùm em chứ phải kêu chị qua đây ăn bánh giùm em đâu. Thấy gì bánh ngon quá chị ăn. Bây giờ làm sao? Em nói rõ ràng chị nghe coi. Thì là đó, em rình em thấy ổng đi uống cà phê với cái thằng cha đó đó. Rồi đi hai người ấy với nhau đó. Trời ơi, đi uống cà phê với thằng cha đó rồi ấy với nhau. Đó, ôi, em bây giờ ơi. Sao hả? Sao cái gì nữa? Em khùng quá à. Bởi vì giờ chị hỏi em nè, cái bình hoa này ai cắm? Chồng. Dĩa trái cây này ai cắt? Chồng. Và cái dĩa bánh này ai xếp ra? Chồng luôn. Đó, trời đất ơi, em nghĩ làm sao mà chồng của em mạnh mẽ, em cho làm ba cái nè, gọi là gì đó, đảm đang nữ công gia chánh, đúng không? Thì lấy gì mà người ta không dạy người ta trở nên người ta yếu đuối. Chết rồi, giờ sao? Giờ thôi, bây giờ em không cho làm nữa. Em bắt ảnh sửa điện, sửa ống nước, em bắt ảnh tập tạ. Đó, cái ý đó chị mới muốn nói với em đó. Em phải là người làm mấy cái việc này nè. Em phải làm những điều mà người phụ nữ cần làm. Vậy em phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây. Vậy làm phụ nữ. Trời bỏ đi, ai chỉ em cái cách làm phụ nữ như vậy? Dạ ghê ghê quá. Chị ba, chị ba nói là điều phụ nữ nên làm đầu tiên là phải. Trời ghê quá à. Bộ em nghĩ là cái bà ba là phụ nữ hả? Bà đó nhìn thấy gớm à. Ừ đúng rồi ha. Nhìn bà cũng không có sức quyến rũ gì luôn á. Đúng rồi đó. Vậy là em học sai rồi hả? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chồng ơi, bữa nay á em nấu nhiều món chồng thích lắm nè. Chồng ăn cơm nha. Nhưng mà thôi, để chồng đi lau nhà cái. Thôi, nhà là em lau xong hết rồi, không cần phải lau gì hết á. Vậy chồng đi giặt đồ. Thôi, đồ em giặt rồi, em phơi luôn rồi. Trời ơi, hôm nay vợ bị sao vậy? Tâm lý vợ bị gì bất ổn vậy? Giờ nói chuyện gì tùm lum tà la hết vậy? Anh sợ. Rồi, biết rồi. Không, ý của em là bây giờ á, anh không cần phải làm gì hết. Anh chỉ làm chồng em thôi, được không? Thì anh đang làm chồng em nè. Không, cái này là bà chị chứ không phải là ông chồng. Anh nhớ không, trong đám cưới á, cái anh có hứa với em á, anh sẽ luôn là một người đàn ông mạnh mẽ ở bên cạnh để chăm sóc lo lắng cho em, nhớ không? Vậy nữ có nhớ hồi xưa nữ hứa cái gì không? Dạ nhớ chứ. Em hứa là em sẽ trở thành một người vợ đảm đang nè, nữ công gia chánh nè, thương chồng thương con. Nếu như mà như vậy á thì nữ đã làm gì được cho chồng của nữ? Tại sao lại bắt anh ta lau nhà, làm những cái công việc như vậy? Biết ai không? Ủa ai đây? Người yêu cũ đó. Người yêu cũ? Ủa là mấy nay bà ịn vô người chồng tôi vậy hả? Tại vì bà sống không tốt với chồng bà. Ủa là sao hả? Đi ra đi. Đi ra. Trả chồng tôi lại cho tôi, đi ra đi. Nếu như mà muốn tôi đi thì bà phải hứa với tôi một điều. Hứa là từ gì? Nay về sau phải đối xử tốt với chồng bà. Đừng có bắt nó như vậy nữa. Hứa. Hiểu chưa? Hứa rồi, tôi hứa là từ đây về sau tôi sẽ đối xử tốt với chồng tôi. Tôi sẽ là một người vợ đảm đang. Bây giờ bà đi ra khỏi người chồng tôi đi, mà đi ra. Chồng ơi. Ủa, em hả? Ngồi đi. Ê chết cha, sao nãy giờ anh dọn cơm anh quên kêu em ra hả? Trời, anh xin lỗi vậy nha. Trời, anh xíu đây anh vô anh dọn nhà với lại anh lau nhà sạch rồi vợ chồng mình ăn cơm nha. Thôi, không cần phải làm gì hết á. Cơm này là em nấu á. Em nấu cho chồng á. Ủa cơm này em nấu hả? Dạ. Kể từ đây về sau á, em hứa em sẽ là một người vợ đảm đang. Nói chung là em sẽ lo hết tất cả mọi thứ cho chồng. Chồng á chỉ cần là một người chồng trụ cột trong gia đình này là được rồi. Nha chồng. Em thương chồng quá à.